Thà ta về làm công nhân, lương thấp mà ta thấy nhẹ lòng, còn hơn theo mày đập đầu chó giết chó để lấy tiền lại sống á. Ta xin lỗi. Chắc mày coi thường tao lắm. Mày nghĩ tao là một thằng đầu đường xó chợ, là một thằng dốt nát mới làm cái nghề này đúng không? Tao nói cho mày biết, tao là một thằng trình độ đại học hẳn hoi nè mày. Tao học đại học lực, đang học thì ba má tao bị tai nạn giao thông chết. Tốt nghiệp mới có việc làm, mới có mối quan hệ, buộc lòng tao phải giấu mặt đi làm công nhân. Lương không có bao nhiêu tiền hết, mà một mình tao phải nuôi bốn đứa em nhỏ, đủ thứ chuyện hết, nên tao mới làm cái nghề này. Thấy tao với mày giống hoàn cảnh kia, tao mới rủ mày đi làm. Bây giờ mày muốn làm hay không làm tùy mày, tao không có ép. Nhưng tao nói cho mày nghe, lương tâm không có ăn được đâu ghẻ. Cô tự cho nó ăn mà. Dù sao cũng còn cái bánh. Nó không có cái bánh mà cũng khét nữa. Ăn luôn đi.